có một giải đấu với mục đích từ thiện mua xe cứu thương tặng các bệnh viện để cứu người. Nhưng đây là cuộc đấu của những người anh em. Một bên là hội gôn Thành phố Hồ Chí Minh và một bên là những người Việt đang sinh sống tại Hoa Kỳ. Sau hai trận đấu, họ vẫn bất phân thắng bại. Và năm nay, họ gặp nhau tại nơi giao thoa của trời và đất. Trực tiếp lễ bốc thăm chia cặp, 13 trận four-ball, 26 trận single match. Việt Nam Golf Alliance Friendship Cup 2019, trận đấu của những người anh em. Từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 12, tất cả sẽ có trên golfnewtv.com.